Trước khi vào video, mọi người cho mình xin một like đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều video hơn và chất lượng hơn nhé. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người xem video vui vẻ. Không thấy bao giờ. Muốn thấy cảnh tượng như ngày tận thế này nữa. Trịnh Phàm muốn quên cũng khó. Hắn thật sự không ngờ được rằng trong một tông môn lại có thể đào tạo ra được nhiều siêu sao đầu bếp đến như vậy. Đập tỏi thôi mà có cần như muốn đập nát cả thế giới vậy không hả? Các ngươi đập tỏi thôi mà đập gãy cả dao rồi kìa. Xích chút nữa là mảnh dao găm thẳng vào mặt ta. Các ngươi muốn tông môn mất đầu bếp đến thế cơ à? Được Diệp Ngọc Tùng bắt cho mấy lớp khiên, Trịnh Phàm thân thể vẫn còn nguyên vẹn, nhưng tinh thần thì đã bị tổn thương sâu sắc. Chẳng lẽ là do ta biểu diễn sai sao? Sao các ngươi ra tay tàn bạo vậy? Đây là nguyên liệu đã chết rồi, không phải yêu thú các ngươi cần phải cầm bắt đâu. Lúc này đây, hắn cảm nhận sâu sắc được tâm trạng của giáo viên dạy lái xe khi nhìn học viên tập lái. Đệ tử xuất hiện tình huống này cũng khá bình thường, đều là một đám newbie chưa từng xuống bếp, lần đầu tiên xuống tay lại giống như chơi gà cho vậy. Kết quả ra sao toàn nhờ vào nhân phẩm. May mà vẫn còn một số người làm ra những thứ nhìn có vẻ bình thường, mang lại cho Trịnh Phàm chút an ủi nhỏ nhoi. Nhưng mà những thứ nhìn có vẻ bình thường cũng không có nghĩa là chúng thực sự bình thường. Là cho muối vừa đủ, chứ không phải là vừa đủ muối đâu nhé. Cho nên những thứ đó rốt cục chỉ là bề ngoài trông có vẻ bình thường thôi, bên trong kỳ thực khác xa nhau. Giống như trong liên quân một tướng cùng bộ kỹ năng, có người là răng vàng, có người là răng thách đấu, có người là vốn là muốn hoàn thành nhiệm vụ danh vọng của hệ thống, vừa PR cho linh trù, vừa tiện thể chiêu mộ vài người phụ bếp giúp đỡ để ta đỡ tốn sức một chút. Kết quả không ngờ chỉ mới thử nghiệm thôi mà đệ tử đã cho cái bếp lên trời rồi. Đây còn là trong ngoài cảnh đấy, nếu là ở bên ngoài sợ là ngọn núi của mình cũng không giữ nổi mất. Ai cũng là truyền nhân của món ăn hắc ám, còn PR cái gì nữa, hay là đổi sang PR món ăn hắc ám luôn nhỉ? Danh vọng này từ đâu ra vậy? Chẳng lẽ là do nổ bếp nổ ra sao? Hay là tiểu tứ bị bắt rồi? Tuy đệ tử làm nổ bếp, nhưng cũng cảm nhận sâu sắc hơn về sự vất vả của đầu bếp. Trước đây không biết, nấu ăn lại là một việc khó khăn đến vậy. Trịnh Phàm sư huynh vất vả rồi. Hoàn toàn không hiểu, vừa đủ, một chút, lát mỏng dày là sao nữa? Khó trách phó trưởng môn nói linh chủ rất khó nắm bắt. Lại là thứ cao siêu khó lường như vậy sao? Quả nhiên là Trịnh Phàm sư huynh, đỉnh của chó. Sư huynh làm được điều mà cả đời này ta không dám. Các đệ tử vừa cho nhà bếp trong lòng dâng lên sự kính phục đối với Trịnh Phàm, kéo theo sự tồn tại của linh chủ cũng được nâng cao một bậc lớn trong lòng các đệ tử. Thế là danh vọng tăng lên như vậy. Ồ, nhiệm vụ danh vọng hóa ra là dùng phương thức bá đạo này để giải quyết sao? Vãi cả nồi. Sau đó cùng với tu vi không ngừng dâng trào, một cái là lên luôn. Trước đây hắn cho đệ tử trưởng lão, trưởng môn bọn họ ăn lâu nhận được nhiều lời khen như vậy, đã lên đến tu vi luyện khí hậu kỳ rồi. Hôm nay cái nhiệm vụ danh vọng dài hạn này lại cho kha khá phần thưởng, đẩy Trịnh Phàm lên thẳng trúc cơ cảnh. Tuy quá trình làm nhiệm vụ này vừa đốt nhiệm vụ đường, vừa đốt kẹo cao su, vừa đốt cả hoán xa chi cảnh, nhưng chung quy kết quả vẫn là tốt đẹp. Phần thưởng nhiệm vụ danh vọng nhận được rồi, cảnh giới cũng thăng cấp rồi, mà mấy đệ tử có kỹ thuật tạm ổn cũng có thể nhận làm phụ bếp giúp việc được rồi. Quá trình nhức trứng thì cứ nhức trứng đi, miễn là lấy được thứ mình muốn là được. Các ứng cử viên phụ bếp xuất sắc vượt qua vòng loại đều là người quen cũ của Trịnh Phàm. Ngoài những người này ra, một số đan sư vốn ở trên đan cự phong cũng để lại ấn tượng sâu sắc cho Trịnh Phàm. Thuật khống hỏa của các đan sư rất tinh thông, nắm bắt lượng nguyên liệu cũng rất tốt. Lý do duy nhất khiến họ bị là bệnh nghề nghiệp của đan sư, đầu đến cuối lại theo thói quen dùng hỏa diễm bao trùm lấy nồi, giống như luyện đan vậy. Sau đó món ăn trong nồi liền biến thành màu giống như đan dược. Sau này nếu cần thêm người, có thể hỏi thử mấy sư huynh đệ đan sư xem sao. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là họ phải bỏ được bệnh nghề nghiệp. Giải đấu tranh giành xuất phụ bếp lần thứ như vậy đã kết thúc mỹ mãn. Trịnh Phàm sư huynh, các đệ tử khác cũng không hiểu, sao tự dưng lại có nhiều người như vậy? Liên quan gì đến ta? Mê mơ, sư huynh Khương Dệ, sư huynh Thẩm Ngang, sao hai người lại ra khỏi ảo cảnh rồi? Bên trong là bài kiểm tra do vị đại lão ẩn sĩ kia sắp xếp sao? Ơ thì đúng là có tham gia một bài kiểm tra. Nhưng mà không phải, sao các người đột nhiên lại đến đây? Ồ, bởi vì có suy đoán, vị đại lão bí ẩn làm ra kẹo sự kia chính là vị đại lão ẩn sĩ trong lời đồn trước đây ở Đan Cự Phong, cho nên mới gọi các sư huynh đệ đến xem thử. Mẹ kiếp, cố nhiên lại là đám cự đao phong các người dẫn tới đây. Đám cự đao phong các người không dẫn người đến cướp thì khó chịu lắm phải không? Lần này mẹ nó lại dẫn đến cả một đám, muốn đè chết ta à? Đợi lần sau đổi cảnh giới, nhất định cho các người nằm thẳng cẳng ra đấy.
Hỏi rõ nguyên do, hiểu rõ chân tướng sự việc, Trịnh Phàm cạn lời. Lời đồn của các người cũng quá hoang đường rồi đấy. Đại lão ẩn sĩ gì chứ? Chỉ có thể nói trí tưởng tượng của đám đệ tử này quá phong phú. Mà lại là quá trình sai hết, kết quả lại đúng hết. Nói xem có ảo ma không cơ chứ? Có nên tiếp tục mở ảo cảnh đưa bọn họ vào không nhỉ? Thôi vậy, dù sao nhiều sư huynh sư tỷ đến đây lần đầu, chiếu cố một chút vậy. Dù sao nhiệm vụ khoảnh khắc mới mà tiểu tử phát trước đó, có thể kinh nghiệm gấp đôi mà, cày thêm chút tu vi cũng tốt. Được, vậy làm phiền ngươi rồi. Lúc xây dựng ngọn núi và nhà cửa, Diệp Ngọc Tùng đã dự đoán được sẽ có ngày hôm nay, cho nên mới bảo trưởng lão xây nhà cửa và sân rộng rãi. Lát nữa đợi trưởng lão đến ăn cơm, bảo ông ấy mở rộng thêm chút nữa đi, bảo trưởng môn sư huynh chuyển thêm đất đến đây nữa, thêm cả trận pháp phòng ngự nữa. Ai mà biết được lần sau đám nhóc này sẽ quẩy banh nóc đến mức nào. Sau khi đột phá cảnh giới, hắn cảm thấy linh lực trong đan điền mạnh hơn gấp mấy lần. Trước đây linh lực của hắn chỉ đủ để sao cùng lúc mười mấy cái nồi, bây giờ số lượng có thể điều khiển cũng tăng gấp đôi. Bên ngoài đệ tử rất đông, Thẩm Ngang mấy người cũng nhanh chóng giúp đỡ Trịnh Phàm. Thẩm Ngang dùng lam đao đã được sửa chữa để thái rau củ, còn Khương Duệ thì dưới sự chỉ dẫn của Trịnh Phàm, dùng thuật phóng hỏa để điều chỉnh lửa to lửa nhỏ rồi đáy nồi, trở thành bếp ga mini phiên bản người thật. Nguyễn Mạn và Trịnh Lượng thì vừa đưa nguyên liệu và gia vị, vừa dùng linh lực đưa món ăn đã hoàn thành đến tay các đệ tử. Còn đám đệ tử lần đầu tiên được nếm thử món ngon như vậy ở bên ngoài thì như muốn phát cuồng lên. Tuy kẹo sữa trước đó rất ngon, nhưng món canh rau hôm nay mới càng hợp khẩu vị người phương Đông hơn. Canh tam mỹ thái sơn, vị ngọt thanh, thịt nhồi ớt xanh, cây nồng, sảng khoái. Ước gì mình có 10 cái miệng để ăn cho đã cái món ngon này. Các đệ tử nghe rõ đây, từ ngày mai trở đi phải vượt qua ảo cảnh mới được lên đỉnh núi ăn cơm đấy nhé. Khó trách đám đệ tử kia cứ đến trưa lại ùa đến đây như vậy, hóa ra đều là do phó trưởng môn bày trò sắp xếp thử thách đấy à. Đám đệ tử nhận xong phúc lợi người mới, vừa mang theo sự khao khát đối với món ngon, vừa lo lắng cho ảo cảnh ngày mai. Rời khỏi hương đường, sau khi tiễn các đệ tử khác đi, Trịnh Phàm lại sao thêm vài món khác để cảm ơn Thẩm Ngang mấy người đã vất vả. Thẩm Ngang mấy người được ăn thêm vài món, cảm động đến rơi nước mắt. Cướp được cơ hội làm việc thật là tuyệt vời, đây là quyền lực mà chỉ người mạnh mới có được. Trịnh Phàm sư đệ, ngươi vừa mới vào trúc cơ cảnh, nếu có gì không quen hoặc không rõ cứ nói với chúng ta. Trịnh Phàm lên tiếng, sau đó hỏi vài vấn đề. Ngụy Hành Văn cũng kiên nhẫn giải đáp từng câu một. Sau khi vào trúc cơ cảnh có thể học được rất nhiều loại thuật pháp, có muốn chúng ta đi cùng người đến thụ đường lựa chọn không? Chuyện này không vội, ta muốn đến Lâm Dương Thành một chuyến. Các sư huynh sư có muốn cùng ta đi dạo Lâm Dương Thành không? Ồ, gần đây hình như là tán tu và tu sĩ trong Lâm Dương Thành mở hội chợ, sư đệ muốn đi dạo à? Nghe nói ở Lâm Dương Thành còn có cả đấu giá nữa, ta muốn đi xem thử. Nhưng mà mấy cái tình tiết trong tiểu thuyết với phim truyền hình ấy, cứ mỗi lần nhân vật chính đi đấu giá là lại bị người ta để ý, rồi chặn đường cướp bóc, rồi phản sát, rồi lại cướp bóc. Dù các sư huynh sư tỷ đi cùng xem thử, trong lòng cũng tự tin hơn nhiều. Hơn nữa Thẩm Ngang với Nguyễn Mạn đều là con nhà thế gia, có hai người họ giúp đỡ xem xét thì không lo bị lừa nữa. Thẩm Ngang mấy người cũng đang rảnh rỗi liền đồng ý đi dạo cùng. Đấu giá phải đến tối mới bắt đầu, cho nên mấy người liền đi dạo loanh quanh vài vòng. Trịnh Phàm cũng giới thiệu cho mấy người vài món ăn vặt hắn đã ăn lần trước. Tuy là vị không ngon bằng sư đệ làm, nhưng thỉnh thoảng ăn thử mấy món ăn vặt này cũng thú vị đấy chứ. Đến tối, mấy người đi đến nơi tổ chức đấu giá, phải có thiệp mời mới được vào. Chẳng có kinh nghiệm gì về khoản này cả. Tiểu nhân mắt kém, mấy vị đại nhân, mời vào trong. Hóa ra gia thế của Thẩm Ngang với Nguyễn Mạn lại khủng hơn ta tưởng à. Sau khi buổi đấu giá bắt đầu, phần lớn vật phẩm đều là đan dược, pháp khí, nguyên liệu gì đó, Trịnh Phàm không hứng thú lắm. Dù sao pháp khí hộ thân mà Diệp Ngọc Tùng không cho phải hắn, loại pháp khí bình thường nào cũng có thể xảy ra. Nguyễn Mạn với Thẩm Ngang thì lại nhìn chúng vài loại nguyên liệu, liền ra tay mua luôn. Ngay khi hắn tưởng buổi đấu giá sẽ cứ bình thường như vậy, thì người bàn đấu giá bỗng nhiên cho người khiêng lên một cái chung thủy tinh. Cái thứ này to quá vậy, nhìn là biết nhiều thịt, ngon lắm đây. Mọi người xem hết video cho mình một like cộng đăng ký kênh. Thấy hay thì comment xuống bên dưới cho mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.